Con xin chào quý vị khán giả. Con tên là Hồng Ân. Năm nay con 5 tuổi. Con đến từ quận 12. Ở nhà mẹ đặt tên cho con là Gia Bảo. Gia là nhà, Bảo là quý, là nhà quý. Hôm nay mẹ chuẩn bị bộ đồ này cho con, bởi vì mẹ là con thích màu tím. Con được đi thi thiên tàn thần đi học, con rất là vui. Con còn được gặp thầy Ngô Kiến Thi với cô Việt Hương nữa. Con rất thích cô Việt Hương, bởi vì cô Việt Hương này thanh hài nên vui. Con bật mí, hôm nay con được đi học, con rất là vui, nhưng con sẽ thật cố gắng.